Ủa, mấy ông dân làng này làm gì đứng đây nhìn tôi dữ vậy? Ủa, tôi ngủ có gì lạ hả? Trời ơi, cũng đứng nhìn mình nữa trời. Các bạn ơi, đang ngồi ngoài trời nè, không mát. À, chắc là ông này ông thấy mình có cái bộ ghế với lại cái dù màu hồng nam tính đẹp quá, ông đứng không nhìn gì. Đây, cái chỗ này để mình ngồi là mình thư giãn nè các bạn ơi. Các bạn biết sao không? Hôm qua mình dọn nhà xong hết rồi để chuẩn bị ăn Tết bạn. Bây giờ khỏe rồi, không cần phải làm gì nữa hết á. Nằm đây thư giãn à mà quên nữa. Đây để mình coi coi. Đây trời ơi cái lá thư. Mình thiệt với các bạn luôn á, từ trước tới giờ mà mình chưa thấy có một bạn fan nào mà gửi thư cho mình mà cục xúc đến như vậy luôn á. Cho các bạn coi nè. Thư ghi thư rất là cục xúc luôn mà rất đơn giản luôn. Cho các bạn coi. Đây. Hi Iceland, ghê chưa? Chơi tiếng Anh đàng hoàng luôn không? Tiếng Anh luôn, tiếng có tiếng không. Ok, rồi thách anh triệu hồi San V3.3 fan chân chính. Các bạn thấy có cục xúc không? Chỉ cần đơn giản 3 dòng thôi là đã gọi là nói lên cái ý muốn của bạn đó rồi. Đâu cần phải ghi dài dòng đâu, chỉ cần như vậy thôi nè. Thách anh triệu hồi San V3.3. Ok, mà San V3.3, ủa? Chẳng lẽ nào là San à? Ok, để mình coi coi là San là gì. Nếu mà bây giờ mình muốn biết á, San V3.3 là gì á, thì mình phải lên máy tính thôi các bạn ơi. Ok, đợi mình tí nha, để mình lên máy tính mình search coi. Nhưng mà mình thấy các bạn thấy cái bộ dù của mình đẹp không? Cái bộ ghế ngồi với lại cái dù nè. Thiếu một cái bàn để mình ngồi uống trà nữa thì quá đẹp luôn. Wow. Rồi, hôm nay mình để theo yêu cầu của bạn này. Bạn này bạn thách mình nha các bạn. Thách mình là gọi là triệu hồi được San V3.3. Nhưng mà bây giờ để mình coi coi San V3.3 là sao. Đấy, lên mạng coi coi. Ok. Rồi, search Google các bạn ơi. San V3.3. Rồi ok, để coi coi. À trời ơi, tưởng cái gì? San V3.3 để gì? Rồi ok, biết rồi. Ủa, mà sao nhìn y hệt là San vậy? Ơi khác nha. San này có đội cái nón trên đầu, còn San thường là không có đội cái nón trên đầu nha các bạn. À, hiểu rồi. Ơi khoan từ từ. Lưu ý, San V3.3 cực kỳ là mạnh, cho nên triệu hồi cần có những vũ khí mạnh nhất mới có thể triệu hồi được. What? Really? Gì ghê vậy? San này mạnh đến vậy à? Rồi ok, rồi ok, rồi tắt máy đi. Rồi ok các bạn ơi. Vừa rồi thì mình cũng đã tìm hiểu về San V3.3 rồi. Người ta nói là San này cực kỳ mạnh, cần phải có những cái thứ mạnh nhất mới có thể triệu hồi được. Wow, đùa. Rồi ok, nếu mà như vậy thì bây giờ mình... À, mình có bộ đồ này xịn nhất nè. Cái kiếm kim cương cũng là xịn rồi. Bộ đồ địa ngục xịn nhất nè. Ok rồi, còn gì nữa? Ơi mà khoan, San V3.3, đúng rồi, cần bộ đồ này nữa. Rồi ok, đâu để mình coi coi. Một cái la bàn redstone, tìm redstone nè. Một cái là bàn tìm kim cương nè. Ok, San nè. Rồi, mình đã biết những thứ mạnh nhất ở trong Minecraft là có những gì rồi. Tại vì bây giờ mình đang có những cái này á. Rồi ok, bây giờ nha, mình sẽ khoan, mình lắp ra, mình bỏ cái này xuống đây cái đã. Bỏ San vô đây, bỏ cái la bàn xuống. Rồi ok, bây giờ á, để mà có thể tìm được một cái thứ gì đó mạnh mẽ đó thì đầu tiên là phải có kim cương. À, mà mình có la bàn kim cương rồi. Ok, cho nên là khỏi lo, khỏi lo. Rồi bây giờ đào kim cương trước nha các bạn. Mình phải tìm những cái thứ mạnh mẽ nhất để mình có thể triệu hồi được, gọi là San V3.3 nha các bạn. Bây giờ nha, các bạn thử bình luận xem coi là kiến thức Minecraft của bạn tới đâu, là những cái thứ mà mạnh nhất ở trong Minecraft này á, là những thứ gì. Các bạn hãy bình luận ở bên dưới nha. Rồi tí nữa mình tìm từ từ là các bạn sẽ ra cái câu đáp án thôi. Rồi bây giờ các bạn cứ bình luận thử coi như thế nào. Bây giờ là đầu tiên là kim cương rồi đó. Đó là có câu trả lời đầu tiên rồi đó. Rồi tiếp theo là cái gì các bạn thử bình luận ở dưới cho mình biết. Rồi bây giờ á thì mình đang gọi là đang đi tìm kim cương các bạn ơi. Nhưng mà phải đào sâu xuống mới tìm được. Ok, kim cương thì mình nói chung á là mình đã có cái gọi là cái gì quên mất tiêu rồi ta. À, cái đồ dò kim cương á thì phải nói là tìm kim cương rất easy luôn các bạn ơi. Easy như là ăn mì vậy đó. Rất là dễ. Bây giờ đi xuống dưới tìm nè. Rồi ok, mình đọc. À, bếp rốc rồi các bạn ơi, cắm đuốc lên nè. Rồi ok, dò coi như thế nào. À, hiện tại là bây giờ đào sâu quá, mình quên, không nên đào sâu như vậy sẽ không có tìm được kim cương đâu. Phải đào cho nó lẹ lẹ tí. Ok. Rồi, ấy ấy khoan khoan từ từ. Từ nãy mới thấy. Nãy mới thấy đâu mà. À, sâu quá bạn ơi. Vậy là có thể cái khu này nó không có bạn, cho nên là mình tìm nó không ra chứ. Rồi ok, cắm đuốc lên. Rồi tiếp tục. Tìm. Ra không?
Tim, không ra bạn ơi. Tìm đi nào. Trời ơi, khó khăn vậy. Nói chung là bây giờ là hôm nay là tìm những cái thứ mạnh cho nên là nó rất là nhiều. Và đặc biệt là nó rất là khó, cho nên mình phải tranh thủ cho nó lẹ chứ không thể nào mà lâu được vậy. Cứ mà tìm lâu kiểu này là thua luôn á. Oh my god, tìm kiểu này là thua rồi. Ok, giờ mà mình có cái con robot biến hình đào kim cương ở đây thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Mình sẽ tìm kim cương cực kỳ lẹ luôn các bạn à. Rồi ok, không có rồi, buồn thiệt chứ. Rồi ok, tiếp tục nào. Tiếp tục nè, có không? Có không? Không có các bạn ơi. Sao kỳ nha, khu này không có kim cương. Thật sự là mình thấy mình gà thiệt luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đang có cái la bàn tìm redstone nè. Redstone có là sẽ có kim cương thôi, không tìm. Rồi ok, để coi coi redstone ở đâu đây. Nó chỉ à, hướng này à, hướng này à. Ok, để xem coi có redstone đâu nha các bạn ơi. Rồi ok, đâu đây, khoan từ coi lại coi. Hướng nào chỉ đâu vậy? Ok, đào ở đâu? Giờ gần đây đúng không? Rồi ok, đào tiếp nào. Để xem coi là mình có tìm được redstone hay không. Ok, chứ mà sao mình cùi bắp. À đây 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 đây, redstone đây rồi. Redstone, ui giời ơi, kim cương đây luôn nè. Ok, à đây đây đây. Yes, xong rồi, tìm được kim cương rồi các bạn ơi. Khỏe rồi. Rồi, bây giờ là cái đầu tiên là kim cương là mạnh nhất nè. Tiếp theo là cái gì đây các bạn, bình luận bên dưới. Ồ, có 4 viên hả? Thôi kệ, nó 4 viên cũng được. Lấy redstone luôn. Đấy, rồi bây giờ các bạn bình luận ở bên dưới xem coi là thứ mạnh tiếp theo là cái gì đây. Ok, các bạn đoán ra chưa? Rồi ok, easy mà. Chắc là các bạn đoán không ra. Đó chính là cái thứ rất đơn giản luôn các bạn. Đó chính là Wither. Một cái Nether Star của con Wither đó bạn. Ok, rồi bây giờ mình đang ở dưới đây nè. Mình tranh thủ luôn, mình sẽ chiến đấu với Wither luôn các bạn. Để mình lấy luôn cái Nether Star. Chứ mà lên trên á, chiến đấu với Wither thì hơi khó. Bây giờ là Wither đây nè. Đấy, mình sẽ lấy táo vàng xuống để mình ăn. Ăn vô trước rồi chịu hồi cho nó. Chứ bây giờ mà chịu hồi nó không là nguy hiểm lắm. Rồi ok, tiếp tục nha. Rồi ok, bây giờ mình đang đào cái chỗ này rộng ra để mình chịu hồi Wither luôn. Đó các bạn thấy không, một công đôi chuyện. Cho nên là đỡ phải mất công. Rồi ok, bây giờ là mình đang gọi là chịu hồi Wither. Đào cái này ra nè. Wither là nó phải đào ra mới được các bạn ơi. Phải cho nó rộng ra, nó không có được đụng vô cái gì nó mới chịu hồi được. Rồi ok, bên này. Bên này cũng tương tự như vậy. Đấy, thấy chưa, hay gọi là cái này là cái mẹo để chúng ta có thể đánh nhau với Wither nha các bạn. Chứ mà cho nó lên trên đó, nó sẽ bay lên trời, các bạn sẽ rất khó đánh nó. Rồi ok, 1, 2, 3. Ok, đấy. Rồi, đấy. Giờ chiến đấu với nó nha các bạn. Mình có táo vàng mà mình sợ gì, mình chỉ cần gài nó vô cái này thôi mình đánh nó. Ok, tuy là đá này thì nó có thể nổ được nhưng mà không sao. Ok, ui, ui, nó bay lên trên luôn kìa, no. Ui, có kim cương luôn bạn ơi, hay quá. Nhờ nó mà mình có kim cương. Rồi ok, bình tĩnh các bạn ơi. Nhờ nó mà mình tìm được kim cương kìa. Nhờ nó mình tìm được kim cương các bạn ơi. Chạy đâu, à nó muốn chạy lên trên các bạn ơi. Nó muốn bay lên trên. Không có thoát được đâu mà bay. Không có thoát được đâu. Bay đâu hả con sâu kia. Từ từ, mình có cái này thì mình không có sợ nó đâu các bạn. Ok, tại vì cái này không có phải là bếp rốc các bạn, cho nên là cũng hơi khó cho mình. Chạy đâu nữa, còn đường đâu mà chạy. Ok, từ lấy cung ra bắn nó cho dễ, nên nó đứng nhìn cao quá bạn. Đây, Nether Star sẽ là của mình. Chạy đâu giờ, nó kẹt rồi. Ok, cây cung này bắn không có thấm đó các bạn ơi. Mình sẽ phải sử dụng đến cây kiếm này. Thấy chưa, đây là một cái mẹo đó các bạn à. Một cái mẹo chúng ta có thể gọi là chiến đấu với Wither rất là dễ dàng nè. Bây giờ các bạn nhìn nè, trở về hình dạng nè. Hình dạng đánh gần nè. Đó, thấy chưa, mình chỉ cần nhảy lên vậy là mình đã tiêu diệt được con Wither rồi. Ấy, nó trở về hình dạng đánh gần rồi các bạn ơi. Từ từ, ăn táo vô. Nó tạo ra đệ tử. Ai. Ok, nó ủi sập luôn kìa. Nó rồi. À, ủi à, muốn ủi à. Ủi không có được đâu mà ủi, đừng có ủi. Ủi không có được đâu, đừng có cố. Ok, cố quá là quá cố luôn đấy. Đừng có giỡn nè. Này thì. Ui. Sao mình đánh không trúng à? À, nó ẩn vô chỗ này. Ẩn nè, núp nè. Ok, ăn táo vàng vô. Thấy chưa, đứng nhìn mình kìa, nó đâu nhìn mình đâu. Lên đây, chạy đâu, rồi tiếp đây, thấy chưa, biến hình dạng đánh gần là mình tiêu diệt nó còn dễ hơn nữa, đánh gần nè, ok, này thì, chạy hả, rồi sắp được cái này Star rồi bạn ơi, cố lên nào, lưu ý nha, nó đang hình dạng này là các bạn không có để nào mà bắn cung được nó nha các bạn, chỉ có thể đánh tay được thôi, đấy, sử dụng kiếm để đánh nè, thấy chưa, chạy đâu, à, chạy nè. Rồi, chuẩn bị đón chào Nether Star. Ok, ăn táo vô các bạn ơi, cái này nổ ghê lắm, nổ gắt lắm. Ok, nổ đi, bùm. Nether Star rồi các bạn ơi. Yes, ok, bỏ đá ra.
đá hơi nhiều. Đấy, bỏ mấy cục đá ra lấy làm gì. Rồi ok, bây giờ mình lên trên thôi các bạn nha. Có này là xa rồi. Ok, đó, đó là một cái thứ rất là quan trọng luôn nha các bạn. Tiếp theo là sẽ xuống The End nha các bạn. Đây là cái nơi mà chúng ta sẽ tiếp tục để có thể gọi là hả, tìm thêm những cái món đồ mạnh nữa. Đó, xuống dưới đó làm gì? Thì mình sẽ xuống dưới đó để mình lấy thứ nhất hơi thở rồng, thứ hai là trái tim rồng, trứng rồng. Ok, trái tim rồng là không có lấy được nha các bạn, không có lấy được, lưu ý cho mình. Đó, để mất công mình nói lộn mà các bạn tưởng thiệt nữa mất công lắm. Rồi ok, trái tim rồng là không lấy được nha. Chúng ta có thể lấy được trứng rồng và hơi thở rồng thôi, lưu ý cho mình. Rồi ok, bây giờ là mình đang ở gần cái chỗ này luôn, cũng hên đấy, cũng hên đấy. Rồi lên trên thôi. Bây giờ là tại vì mình cần tìm những cái đồ mạnh nhất mà người ta đã lưu ý cho mình rồi. San V3.3 này là phải những món đồ mạnh nhất. Mà mình biết là lý do tại sao các bạn kêu mình chịu hồi San V3.3 luôn á. Tại vì mấy lần trước á là San V mấy không nhớ nữa, San nói chung là San bình thường á. Mỗi lần mà mình chịu hồi ra test sức mạnh với những nhân vật khác á, San đều là nhân vật gọi là thua đầu tiên. Cho nên là các bạn không cam tâm đúng không? Tại vì San là cái nhân vật gọi là thuần khiết nhất của Undertale mà để cho nó thua như vậy là không được. Cho nên là các bạn kêu mình chịu hồi xanh V3.3 này để cho nó mạnh hơn vậy. Nhưng mà mạnh hơn hay không thì mình chưa biết nha. Mình sẽ chịu hồi ra mình test đồ để mới biết. Rồi, trái tim rồng một cái. Cái này là trái tim rồng nha các bạn. Cái đang bay lơ lửng đằng kia kìa. Đấy, thấy chưa, mình đang gọi là hạ tập bắn cung từng ngày để mình gọi là phá được mấy quả trứng kia. Come on, come on. À, rồng nó đáp xuống rồi. Nhưng mà mình không có cơ hội nào để tiêu diệt nó bạn ơi. Ok, sao nó không có khè, nó không có khè cái gì ra luôn bạn ơi. Nó không có khè cái hơi thở ra luôn bạn. Cái hơi thở rồng á. Rồi ok, được một cái nữa kìa. Wow, mình bắn sao mình được trúng trời. Mình không hiểu luôn á. Mình không hiểu sao mình bắn mà trúng luôn á. Rồi ok, cái như này nữa. Come on, trúng nè. Trúng. Ây da, ây da. Ui. Rồi hơi thở đây. Từ 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 từ. Đổi. Từ. Múp. Đấy, được hơi thở rồng rồi nha các bạn. Rồi ok, mình uống được không ta? Ok, mình uống không được. Uống vô chắc mình thành con rồng luôn quá. Rồi, nhanh nào. Mình cần phải phá mấy cái này ra để mình có thể gọi là hạ. Đây. Này thì ấy, ghê chưa. Chỉ cần như vậy thôi. Wow, bên đây, lên đây. Come on nào, mình đã lấy được hơi thở rồng rồi, là một cái đầu tiên rồi. Tiếp theo là mình sẽ lấy thêm một cái đó, đó là trái quả trứng rồng nữa. Quả trứng rồng là cái cực kỳ khó nha bạn. Rồi ok, wow, lên nữa à. Mình tưởng như vậy là xong rồi chứ, lên nữa nào. Rồi ok, kẹt rồi. Đấy, thấy chưa, phá ra nè. Rồi ok, tập trái tim nè. Tập này, đấy, ở đó mà hút hả. Nó đang hút cái năng lượng của cái trái tim các bạn ơi. Hút cái lại đến tăng máu á. Rồi ok, mình sẽ bắn. À, đứng ở đây được nè bạn ơi, đứng ở đây mình thấy được cái trái tim nè. Trúng, đấy, thấy chưa. Bây giờ là mình phá cái này dễ lắm. Mình đã gọi là một tay thiện xạ rồi. Ok, tim rồng sắp phá hết rồi bạn ơi, còn có mấy trái à. Ít sảnh nè. Rồi ok, trái tim ở trên cao kìa. Trúng nè. Ok, xém trúng luôn bạn ơi. Lui ra tí. Trúng nè. Yes, trúng rồi. Trời ơi, hôm nay mình bắn dở quá ta. Bình thường mình bắn rất là tệ luôn á. Bắn mà không biết là làm sao mà bắn trúng luôn á. Mà bữa nay mình bắn trúng không. Ok, quá dữ luôn bạn ơi. Bữa nay mình bắn trúng hay sao mà. Cái đó hình như là có cái gì để che đúng không. Rồi đúng rồi, hàng gì. Nghi. Rồi chỉ còn có hai trái à. Tới đây nào. Một cái nè. Tới đây nào. Con rồng này giờ nó ngu người rồi. Nó không có cái kia. À, bài tiếp. Đó các bạn thấy không. Nó khôn lắm. Mấy lần trước nó còn đứng im cho mình đánh. Bây giờ là nó cứ bay. Đây, nó đáp xuống nè. Đáp xuống đi. Chạy đâu chuỗi. Chạy đâu nè. Trúng nè. Chạy đâu. Ui nè. Trúng nè. Ngu người. Rồi ok. Này thì chạy đâu thấy chưa. Giết con rồng easy các bạn. Thấy không. Tiêu diệt con rồng rất là easy luôn. Không có gì mà khó hết á. Ok rồi. Rớt ở đây. Hãy rớt ra đây nào. Quay từ chặn này lại để cho nó khỏi rớt cái kinh nghiệm vô đây. Ok, đấy, nó rớt kinh nghiệm vô các bạn thấy không. Rồi ok, mình có kinh nghiệm quá trời nè. Mỗi lần mình tiêu diệt con rồng mình thích lắm. Tại vì nó cho mình kinh nghiệm nhiều các bạn. Kinh nghiệm nhiều thì mình sẽ có thể gọi là hạ chế tạo ra được những cái gì quên rồi. Những cái đồ enchant. Đó, đồ enchant là cần kinh nghiệm nha các bạn. Rồi ok, lắp vô. Rồi lụm vô, trời ơi, 50 mấy kinh nghiệm luôn kìa. 50 mấy level chứ lộn. Quá dữ luôn. Rồi ok, lắp lại. Rồi bây giờ nha, là mình lụm cái này lại coi. Lụm vô. Kinh nghiệm này sao nó không lụm vô ta. Lụm vô. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái gì đây. Quên rồi. À, trái tim của rồng. Đấy. Rồi ok, lên đây. Rồi Big Stone rồi. Đây rồi Big Stone. Rồi thêm một cái cần gạt nữa. Đặt xuống. Đặt vô. Rồi gạt nè. Píp. Ủa. Píp. Đấy. Trời ơi, gớt rồi nè. Thấy chưa. Rồi ok, bây giờ là chúng ta trở về Trần Gian nha các bạn ơi.
Rồi phá cái này ra chảy vào dần gian cho lẹ nè. Trứng rồng có nè, Netherstar có nè, kim cương có nè. Rồi bốn thứ rồi đó các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ xuống địa ngục. Đấy, xuống địa ngục để mình tìm một cái thứ này. Đó là của con Gat, nước mắt của Gat. Đó. Ok, rồi lên, lên, lên. Nước mắt Gat rơi, trò chơi kết thúc các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ xuống dưới địa ngục nha. Ok, đúng rồi nào. Let's go. Ok, trời đang mưa rồi, tranh thủ nào để chúng ta có thể chiêu hồi được nào. Let's go. Nhanh 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 nhanh. Ồ mà bây giờ xuống tìm con Gat mới là khó nè. Ok, đánh nhau với con Gat thì dễ lắm, chỉ cần có cung là các bạn tiêu diệt được nó dễ. Ôi, gì vậy? Cái gì vậy? Mới xuống đây mà đã bị gài rồi các bạn ơi. Bị gài chúng lava rồi. Ok, mình xuất hiện ngay cái chỗ mà không có Gat rồi. Ok, có không ta? Đã mới thấy rồi. Không có rồi, cái chỗ nào mà rộng rộng mới có con Gat các bạn ơi. Còn cái chỗ mà hẹp hẹp như thế này là không có mấy con Gat đâu. Ok, Gat đâu? Đâu rồi ta? Ok, bây giờ đi tìm mấy con Gat nha các bạn. Hơi khó đây, này nhảy xuống chết không trời. Chắc không đâu, chắc không tới nổi đâu bạn ơi. Không tới nổi chết đâu. Chỉ lên thiên đàng thôi chứ làm sao chết được. Lên thiên đàng. Úi giời ơi, xem tới lên thiên đàng rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm Gat. Gat là một cái con mà chuyên gia là bay lòng vòng dưới đây nè. Nhưng mà nó chỉ bay cái chỗ nào mà có nhiều lava hay sao á. Nên là bây giờ tìm nó cũng hơi khó à, hơi căng à. Come on, lúc không cần á thì nó xuất hiện hoài luôn bạn. Lúc cần á thì nó không thấy đâu hết á. Ok, ở đây có gì vậy? Ôi, khoan. Ôi, lần đầu tiên mình thấy cái này dưới địa ngục luôn á. Ô mày, cái này cái gì đây? Cỏ địa ngục à? Đùa chắc. Có luôn hả? Đây, chỗ này lava nhiều nè, mà sao không thấy Gat đâu nhờ. Gat ơi, nhanh đi nào để chịu hồi nữa, mất thời gian quá Gat ơi. Ủa, mình nhớ là nó hay xuất hiện ở đây mà đùa. Quay, bình tĩnh Gat ơi, bình tĩnh. Ây da, cái gì vậy? Ui, nó bắn kìa. Ây da, bây giờ làm sao lên đây? Lên lẹ nào. Tự nhiên thấy mấy con Gat rồi, tự nhiên làm bị gì vậy? Rồi ok, từ bình tĩnh. Mình phải dụ nó vô đây các bạn ơi. Nếu mà mình bắn nó đúng không? Mình bắn nó rớt xuống kia là mình fail liền. Ok. Ok, ăn táo vô nè. Tới đây nào Gat. Nó mà rớt xuống dưới lava là coi như là công cốc luôn á, mình đang cần lấy cái nước mắt của nó. Mà bây giờ bắn nó rớt xuống lava thì cũng như không. Come on. Sao nó không dí theo mình ta? Ô mấy con này nó đùa. Bộ nó coi thường mình à hay sao? Ok. Ok, tới đây nào. Để bắn nó coi. Bắn nó nè. Ui gì á? Chúng rồi mà. Đấy, chúng rồi nè. Đấy, rồi ok, nó đau rồi, nó đau, nó sẽ kiếm mình. Bắn hai con luôn đi cho nó chắc. Nó đau nó sẽ kiếm mình, hai con rồi. À, tới đây. Ok, chỉ cần bắn nó đau thôi là nó sẽ kiếm mình các bạn ơi. Rồi ok, tới đây nào hai con Gat kia. Tới đây. Ơ. À, bực mình thiệt chứ. Tại vì mình bắn mình sợ nó rớt xuống lava bạn ơi, rớt hết đồ xuống lava sao mình lấy được? Rớt là cháy sạch rồi. Nè, một con nè. Bắt một con. Ấy, thấy chưa? Rớt kìa. Rồi rớt xuống lava chắc luôn. Đấy, thấy chưa? Mình nói có sai đâu. Con Gat này nó chơi kỳ thiệt á. Nó biết mình lấy hay sao á. À đây, xuống đây. Xuống đây nào. Xuống đây lấy dễ nè. Rồi ok, Gat đâu? Xuống đây nào. Ok, xuống đây nào. À, phải dụ nó thôi các bạn ơi, phải dụ nó. Đây, đúng rồi, Gat ơi, đúng rồi, Gat ơi, trời ơi, mừng quá. Hay, rồi, đây. Nước mắt của Gat, đấy, giờ đây, Gatsty, đấy. Rồi thôi, bây giờ mình lên về mặt đất thôi các bạn ơi, về trần gian thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo trái tim rồng nha các bạn. Bạn nào không biết thì cứ coi như mình, đấy, mình sẽ làm cho các bạn coi. Rồi ok, đầu tiên á, các bạn hãy bỏ kính vô đây cho mình. Tiếp theo là các bạn cần phải có một cái con mắt, đó là Eye of Ender, mắt của rồng. Rồi, sau đó là cần thêm một cái nước mắt của Gat nữa. Chúng ta sẽ có cái này, and crystal, đó, trái tim của rồng. Đấy, rồi. Sau bao nhiêu thời gian mà mình đang cố gắng gồng gánh thì cuối cùng mình đã được rồi. Mình đã gọi là có đầy đủ đồ rồi các bạn ơi. Bây giờ đến lúc là chúng ta chịu hồi thôi. Mình sẽ sắp xếp những cái thứ mà mình cần ở đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ đi những cái thứ mình không cần nha. Vứt nè, nói chung là đồ gì cũng vứt hết. Không có cần cái thì vứt hết. Đây, đấy, thấy chưa, rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Đây nè, đó, một cái nón nè. Rồi thêm một bộ đồ nữa, xanh nữa kìa. Nhiều lắm các bạn à. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kia để mình gọi là thực hiện nghi thức để chịu hồi thôi các bạn à. Quay, từ từ, bình tĩnh. Rồi, lần này chịu hồi là chúng ta cũng không cần phải có mưa dữ lắm đâu. Nhưng mà nó lỡ mưa rồi thôi.
chúng ta cũng không cần đâu, mình chỉ cần duy nhất như thế này thôi nè. Đấy, lần này là triệu hồi là nó đơn giản hơn nhiều nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ bỏ cái này vô đây. Rồi lượm vô. Rồi từ bình tĩnh, từ từ. Bỏ vô, ẩu ẩu một cái nó nổ một cái là fail hết luôn á, từ đầu đến cuối luôn á. Rồi ok, đầu tiên nha, chúng ta sẽ bỏ đó là mấy cái này đi, nói chung là có cái nào bỏ vô nào. Đây các bạn nhìn theo mà các bạn làm nha. Đầu tiên là cái hơi thở đồng đi, bỏ vô. Tiếp theo là quả trứng rồng. Rồi Nether Star, kim cương bỏ vô hết luôn, có bao nhiêu kim cương bỏ vô hết. Rồi trái tim rồng, một trái táo vàng cho nó mạnh. Rồi cái nón nha, cái nón luôn lưu ý cái nón nha, cái nón màu trắng. Nhớ nha các bạn, nón màu trắng nè. Rồi bộ đồ mạnh nhất đó là bộ đồ gì quên mất tiêu rồi. Bộ đồ địa ngục. Đấy, rồi ok. Mình đang bỏ vô rồi. Rồi tiếp theo là san, nhớ nha, phải có san nha các bạn. Rồi để xem coi còn cái gì nữa hay không. Hình như là đủ rồi hay sao ấy. Đủ chưa? Tất cả đây đủ đúng không? Ok khoan, cái ritual mình phải lấy lại chứ. Trời ơi, ngu người. Bỏ lại các bạn ơi, sorry các bạn. Quên, mình phải giữ cái ritual lại để lát mình cho nó gọi là hả, triệu hồi sau chứ. Rồi ok. Đây, cái quần nè, san nè. Rồi thiếu cái gì nữa ta? Thiếu cái gì nữa đây, để từ coi coi. Rồi táo vàng mình bỏ vô chưa ta? Táo vàng cái nữa đi. Rồi ok, san nè. Rồi cái quần nữa cho đủ bộ. Rồi một thanh kiếm kim cương luôn. Nó đâu có xài kiếm đâu, bỏ vô làm chi. Rồi để mình coi còn thiếu gì đâu, chúng ta phải nhìn kỹ nha, không có được sai sót nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái resort lên. Wow, triệu hồi thôi các bạn ơi. Tới lúc rồi, đã tới lúc rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đứng xa xa ra, nó nổ ghê lắm các bạn ơi, nó nổ nguy hiểm lắm. Ok, 1, 2, boom. Rồi ok, được rồi, để coi coi nó được chưa nha, để coi được chưa. Giờ sao đây, được chưa ta, biến mất hết chưa đã, quan trọng nó biến mất hết chưa kìa. Ok, còn Nether Star kìa. Uầy, chẳng lẽ nào cái Nether Star này nó sẽ gọi là hả, trỗi dậy ta. Ok, mình cũng chả biết nữa, hồi sơ. Wow, cái gì vậy, cái gì vậy. Oh my god, wait. Oh my god, thì ra là còn cái Nether Star để nó gọi là hả, trỗi dậy các bạn ơi. Ok, rồi các bạn thấy nè. Wow, đây là San V3. Ôi khoan, đúng rồi, San V3.3 nè các bạn, các bạn nhìn cái tay của nó kìa. Cái tay của nó là kim cương các bạn ơi. Wow, cái mình của nó cũng là kim cương kìa. Các bạn thấy không, cái tay với lại cái mình của nó là kim cương nè các bạn thấy không. Oh my god, nó đứng à. Đây, nó đội cái nón nè các bạn thấy không. Đây, nó đội cái nón nè. Thấy chưa, San thường làm gì có cái nón này. Bởi vì hồi nãy mình làm cái nón màu trắng á. Wow, nó sử dụng tuyệt chiêu gì đây. Nó bắn cái gì trên trời ta. Ok, mình cũng chả biết nữa. Rồi, wow, bình tĩnh bạn ơi. Ok, đánh gì vậy? Ok, đấy, mình rất là thích cái này. Bởi vậy lúc đầu mình cho kim cương vô là đúng rồi các bạn, đâu có sai đâu. Đây, mắt kim cương kìa. Các bạn thấy không, con mắt của nó khi mà nó đánh nhau á, nó hiện lên kim cương kìa. Đấy, rất rõ luôn các bạn, đứng gần là thấy rất rõ luôn. Nhưng mà đánh cái gì trên trời ta, đâu mình lên trời coi có gì đâu. Wow, cái đầu rồng của nó kìa. Các bạn nhìn cái đầu rồng của nó kìa, bự khủng khiếp luôn các bạn. Nhưng mà cái đầu rồng này có mắt kim cương các bạn ơi, có con mắt kim cương các bạn thấy không. Đó, cái đầu rồng của nó có một con mắt kim cương kìa. Đấy, con mắt kim cương luôn các bạn. Hàng gì, nó mạnh ghê không. Rồi, nó bắn ra xương kim cương luôn rồi. Nó bắn ra xương kim cương luôn các bạn ơi. Đây, xương này xương trắng nè, nhưng mà lát có kim cương nữa, anh em mới thấy. Đấy, thấy chưa. Oh my god, nó mạnh không ta. Hay là bây giờ mình sẽ test sức mạnh với những vật kia xem như thế nào nha. Ok, để mình tới nha. Bây giờ mình sẽ test sơ sơ sức mạnh cho các bạn coi trước thôi. Còn các bạn muốn mình test sức mạnh chứ gì, hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết để mình test nha. Rồi, mình không hiểu nó bắn cái gì trên trời luôn các bạn ơi. Ok, rồi bây giờ mình cho 096 bình thường ra trước nha, để coi như thế nào. Rồi 096 ra nè. Úi giời ơi, 096 tội nghiệp không, vừa mới ra luôn các bạn ơi. Rồi ok. Ủa sao đặt không được ta. Ui, nó hút vô kìa. Nó hút vô các bạn, hay nó hút không. Hình như nó hút vô hay sao ấy. Ồ đúng rồi, nó hút. Cái này nó hút vô à. Đùa nhau chắc. Cái xương này nè các bạn nhìn nè nha. Đây, mình đặt nè. Mình đặt cái 096 ra cái. Đó, nó bị hút vô kìa. Oh my god, rồi nghẽo luôn rồi. Sao yếu vậy ta. Tao đóng băng 100 năm coi như thế nào. Trời ơi, nó mạnh kìa. Mà đúng rồi các bạn ơi, cái này là phiên bản nâng cấp của San mà. Lần trước San cũng tiêu diệt được mấy nhân vật này dễ dàng mà, đâu có gì đâu mà ngạc nhiên. Ok, này là phiên bản nâng cấp của San. Đây là San V3.3, mạnh hơn rất nhiều San kia luôn các bạn ơi. Oh my god, ghê chưa. Rồi, để coi 096 huyền thoại làm được gì không nha. Đây, 096 huyền thoại nha. Rồi ok, ủa gì vậy, đặt ra. Rồi ok, 096 huyền thoại. Trời ơi, nhỏ kia chưa kịp làm gì, nhỏ nằm bẹp luôn kìa. Trời, nó nằm bẹp luôn các bạn ơi, bay lên trời luôn kìa. Tội nghiệp chưa. Ok, nó mất tiêu luôn rồi, mất sáng luôn rồi. Rồi ok, đây. Các bạn thấy chưa. Ôi, nó nằm luôn kìa. Nó mạnh quá các bạn ơi. Thật sự rất mạnh luôn á. Rồi ok, tiếp lại nè. Đứng gần gần coi sao.
Ấy, đây đây, ra được rồi, ra được rồi. Úi giời, nhỏ mới ra, đây đây, ra nè. Wow, công nhận xanh V3.3 này mạnh thiệt các bạn. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ sửa cho 6.2 ra như thế nào nha. Thử cho 6.2 ra như thế nào. Wow, cái tay của nó bằng kim cương các bạn. Ủa khoan, lúc mà nó đánh á thì cái tay nó bằng kim cương nè. À, lúc mà nó ngưng nó không đánh nữa là cái người của nó là trở lại bình thường các bạn, bộ xương bình thường. Nhưng mà khi nó đánh các bạn thấy ngay cái áo nó kìa, không, ngay cái cổ nó kìa. Ở dưới cái người của nó là kim cương các bạn ơi. Ghê thiệt. Rồi, ok. Đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi. Đây, để mình tạo ra 682 ra đây. 682 ra nào. Đấy, 682 ra các bạn ơi, cái gì? Ơ, ui nó lắc. Nó lắc các bạn ơi. Ủa nó đâu rồi? Xanh với 3.3 đâu rồi? À đây đây đây, nó đây. Đây mình sẽ tạo ra thanh niên này, 682. Ui, 682 này mà nó hạ gục trong một nút nhạc luôn các bạn. Mình không ngờ luôn á, nó mạnh thiệt. Các bạn còn nhớ không, những cái nhân vật lần trước á, tính ra đánh 682 cũng đâu phải là một hit đâu, đánh cũng rất là nhiều lần mới nghẽo. Mà cái này trời, nó đánh như ui mà khoan, nó có cái xương gì mà có gai bạn ơi. Xương nó bắn rồi, có gai nè. Ồ, xương này có gai nữa bạn ơi. Ghê thiệt. Ok, rồi bây giờ nè, tiếp tục nào. Wow. Vậy bây giờ các bạn thử đánh xem 682 thực thể khác á, 682 bất tử á, có bị tiêu diệt không nha. Thử bình luận ở dưới nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử đặt ra cái này trước, từ. Đấy, nè, các bạn nhìn nè, tiêu diệt nè. Trời ơi. Nó gõ. Đây mình tạo ra nhiều luôn nè. Mình sẽ tạo ra nhiều luôn. Trời ơi, mình vừa tạo ra là nghẽo, Vậy sao mà đánh được? Ok, hay là bây giờ mình cho nó đứng gần đi. Đúng rồi, đứng gần nó sẽ lợi hơn mấy nhân vật kia, nó sẽ lợi hơn. Rồi ok, đứng gần nè. Ok, 682. Đấy, thấy chưa, đánh được kìa. Úi giời, mới đánh được có một cái biến mất rồi. Ok, tạo ra nè. Tiếp tục nào. Khó tạo nha. Ủa sao kỳ vậy? Hay là mình tạo không được? Ai, đừng có nói là nhân vật này có chiêu búng tay nha. Đứng gần là không có tạo được các bạn ơi. Ơ, đây nè. Đấy, thấy chưa, thấy nó hút không? Các bạn thấy nó hút không? Rồi ok, đi luôn rồi. Đi xa rồi. Ok, rồi, tạo ra nè. Đấy, mình tạo ra không được. Thấy chưa? Tạo ra là nghẽo liền. Không được. Rồi ok. 682 thực thể khác luôn nè, đứng kế bên luôn nè. Wow, quýnh. Rồi xong rồi, cái này hồi sinh rồi, cái này bất tử nên là nó không có bị nghẽo bạn ơi. Nhưng mà đánh kênh này thì coi như là chịu thua rồi. Rồi ok, mình sẽ tạo thêm nha, để coi là khi mà đánh vô xanh V3.3 coi như thế nào. Đây, tạo ra thêm nè. Ủa, tạo ra không được. Ok, tạo ra không được các bạn ơi. Đây, tạo được nè. Ok. Rồi, để xem coi như thế nào nha, test sơ cho bạn coi thôi. Chứ còn muốn test thực sự sức mạnh như thế nào á, thì các bạn bình luận ở bên dưới cho mình biết đi, để mình test nha các bạn. Rồi ok, wow. Nó đánh mấy con này như con các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, cái con này nó đâu có bị đánh đâu mà nó vẫn gọi là bị nghẽo nè. Còn cái con này thì cũng bị đánh nè, đấy thấy chưa. Wow, cái đầu rồng các bạn ơi, cái đầu rồng này mạnh á. Đây, và các bạn thấy video này hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cùng với xem bạn cao bấm nhung cáo nếu các bạn là fan chân chính muốn hộ mình nha. Ok, và cảm ơn mình xem và hẹn gặp lại sau. Bye bye. Nhớ bình luận coi là các bạn có muốn mình test sức mạnh của Sanwa 3.3 hay không nha. Bye bye.